trong cái gì cho anh bóng mát tốt vào mùa nắng nóng này? Đầu tiên là mận An Phước. Vườn Thuận đang có cỡ cây có thể cho bóng mát ngay được rồi đó cả nhà. Cây thì đang cao khoảng 3 mét, tàn động khoảng 2 mét nè. Hình cây này thì gần 80 cm rồi đó mọi người. Gốc này rất là nhiều năm tuổi, dáng thẳng đi lên và đang có trái sẵn luôn. Hay là mọi người trồng nhãn đi. Vườn Thuận đang có rất là nhiều gốc nhãn cổ thụ với dáng đẹp và cho trái ổn định. Như giống lông nhãn này nè mọi người, cho trái nhiều mà trái to, nhiều nước, vị còn ngọt thanh nữa. Riêng về gốc nhãn Thuận đang ngồi kế bên đây á, thì có hình dáng gốc rất là lạ mắt nha mọi người. Đã vậy á, thì cái dáng thế cây á, đang nghiêng về một bên nè. Đó, khi mà mình để một cái bàn trà ở dưới đây thưởng thức bóng mát thì còn gì tuyệt vời bằng. Thật khó tìm một bạn nhãn khủng được nuôi bào sẵn ổn định như thế này. Trong dạng cây này mọi người sẽ yên tâm hơn, không lo cây bị yếu hoặc là hư hao như là cây mới bứng. Cây tại Hàng Lộc Garden đang cao khoảng 3 mét và tàn rộng khoảng 3 mét. Ngoài ra thì vườn Thuận còn rất là nhiều cỡ nhãn với các giống nhãn khác nhau để mọi người thoải mái lựa chọn. Không thích nhãn thì Thuận còn xoài nha. Như đây là cây xoài Đài Loan mà vườn Thuận đang có nè. Vị xoài ngọt thanh, mỗi trái xoài Đài Loan trồng tốt thì to hơn nửa ký. Đây là cỡ xoài được yêu thích nhất tại vườn Thuận để trồng làm bóng mát nha mọi người. Thành gốc thì đang khoảng 50 cm nè, thân thẳng một thân đi lên, tàn rộng khoảng 3 mét và đang cao khoảng 4 mét, rất đẹp. Với những giống cây trên thì không những cho bóng mát tốt mà còn ăn trái ngon nữa nha cả nhà. Mọi người đã lựa được giống cây ý nào chưa? Nhanh tay nhắn ngay cho Hàng Long Gia Đình để được đội ngũ nhân viên gửi ảnh cây và video thực tế để mọi người dễ dàng lựa chọn nha. Ngoài ra thì với những dạng cây to như nãy giờ thì Hàng Long còn hỗ trợ giao và trồng tận nơi để mọi người yên tâm nha.